Ấn tượng đặc sắc là cảm nhận chung hội đồng giám khảo tại buổi bình chọn phương án thiết kế khu văn hóa cộng đồng đồng bào Cơ Tu tại khu tái định cư thôn Tà Làng Giàng Bí ở xã Hòa Bắc do huyện Hòa Vang tổ chức. Sau hơn một tháng khảo sát thực tế, 4 công ty tham gia đến từ trong và ngoài địa bàn thành phố trình diễn 8 phương án thiết kế, tất cả đều có vẻ đẹp đặc sắc, độc đáo, sáng tạo và hài hòa trong tổng thể của khu vực. Trong đó, không gian công cộng, nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa và phục vụ sinh hoạt của người dân và du khách, tạo được điểm nhấn kiến trúc và có tính kết nối cao về không gian và thời gian. Ý tưởng của nhóm thiết kế công ty Bình Long Vinh là dựa trên hai cái điều căn bản nhất, đó là bản sắc và chung tay vì cộng đồng. Cái điều mà đi sâu vào đạo đáng đó là phải mang bản sắc của đồng bào Cơ Tu. Tất cả những cái gì tinh hoa, bản sắc của người ta là vì đây là trung tâm văn hóa, du lịch cộng đồng thì tất nhiên là những cái bản sắc mà tốt nhất là phải đưa vào đồ án. Đây vì là cái nhà của họ thì cái bản sắc họ phô ra những cái gì, trình diễn những cái gì tốt đẹp nhất về bản sắc của dân tộc mình thì mình đưa ra, đồng bào mình đưa ra. Thì cái vấn đề thứ hai là đồ án của tôi đi đến cái là chung tay vì cộng đồng. Tất cả những cái họa tiết, hoa văn, vân vân thì chúng tôi có thiết kế hai cái bàn tay đỡ một cái trống đồng. Đó là thể hiện cho cái sự chung tay của cả cộng đồng vào công trình này. Đó là hai cái điểm xuyên suốt về mặt ý tưởng. 8 phương án để làm của các bạn kiến trúc trẻ đầy tâm huyết và rất trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của một cái vùng đất có cái bề dày văn hóa gắn với cả đồng bào Cơ Tu. Phải nói là rất sáng tạo, rất toàn diện. Có những ý tưởng thì là gợi nhắc đổi mới lại cái hình ảnh cái nhà gươi của đồng bào Cơ Tu, có phương án thì tạo thành những kết cấu tiếp nối cái thiên nhiên, những cái vòm lá rồi là những cái đám mây, có cái thì gợi cảm hứng từ cái câu chuyện là tận dụng cái tái chế một cái nhịp cầu cũ để tiết kiệm chi phí và gắn những cái chi tiết rồi những cái đồng bào thổ cẩm, những cái thủ công lên trên một cái khung công nghiệp bê tông thép như vậy. Các ý tưởng rất đa dạng và đều gắn với thiên nhiên, cái núi hùng vĩ ở phía sau và con sông rộng lớn phía trước. Phải nói là cái đóng góp và những ý tưởng rất bất ngờ và đầy tâm huyết, rất là cảm xúc. Dự kiến sau khi hoàn thành thi công, khu văn hóa cộng đồng đồng bào Cơ Tu không chỉ là nơi bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, mà còn tạo điều kiện cho người dân nơi đây phát triển du lịch, nâng cao đời sống. Tôi rất phấn khởi những cái mô hình mà phương án kiến trúc sư đưa ra rất là đẹp, rất là giá trị mà mang đậm nét văn hóa của đồng bào. Đây là một cái dự án mà lãnh đạo huyện rất quan tâm đến với đời sống văn hóa của đồng bào. Nếu mà dự án này sẽ đi vào thực tiễn thì sẽ giúp ích cho bà con. Thứ nhất là tạo công ăn việc làm, xây dựng cái bản sắc văn hóa của mình và đồng thời cũng là kết nối giữa các đồng bào với nhau và nó tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến đây cho đồng bào hai thôn. Bên cạnh đó cũng là tạo sinh kế và bảo vệ môi trường nơi đầu nguồn của sông Cô Đê. Trong 8 phương án được trình diễn, huyện Hòa Vang sẽ chọn một phương án khả thi nhất để xúc tiến các thủ tục đầu tư nhằm sớm giúp cho 240 hộ đồng bào Cơ Tu với gần 800 nhân khẩu thuộc diện giải tỏa dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan ổn định cuộc sống trong khu tái định cư Tà Làng - Giàng Bí.